Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục truyền thống trong hội viên thanh niên được mở rộng và hoạt động thường xuyên với nhiều loại hình phong phú thiết thực, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Qua đó, nhận thức truyền thống, ý thức pháp luật của thanh niên từng bước được nâng lên. Chuyên mục Thanh niên Vĩnh Phúc kỳ này, chúng tôi có bài phản ánh Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh 5 năm nhìn lại. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi một số hoạt động nổi bật của các cấp bộ đoàn trong thời gian qua. Trại hè thiếu nhi năm 2014 diễn ra tại khắp các địa phương trong toàn tỉnh đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, mang đến cho các em thiếu niên nhi đồng một mùa hè vui tươi, bổ ích, phấn khởi bước vào năm học mới. Ngay từ đầu hè, Hội đồng đội tỉnh đã chỉ đạo tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác đội cho các đồng chí là cán bộ phụ trách đội trên địa bàn dân cư trong toàn tỉnh, nhằm tăng cường vai trò của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong việc nâng cao giáo dục toàn diện cho thiếu niên nhi đồng tại cơ sở. Chương trình tập huấn tổ chức các hoạt động hè, trại hè năm nay có nhiều đổi mới với các nội dung, nâng cao phương pháp quản lý, tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi, kỹ năng sơ cứu và phòng tránh tai nạn thương tích cho thiếu nhi, kỹ năng hoạt động nhóm và thực hành các mô hình giáo dục kỹ năng hoạt động nhóm, hướng dẫn 3 bài chống quy định của đội, chống chào cờ, hành tiến, chào mừng. Kỹ năng tổ chức cắm trại, phương pháp giảng dạy nghi thức đội cho thiếu nhi, trang bị các bài hát, múa tập thể, học dân vũ. Bám sát chỉ đạo của tỉnh, hội đồng đội các cấp đã tổ chức tập huấn công tác đội trên địa bàn, đồng loạt triển khai các hoạt động hè cho thiếu nhi như tổ chức khai mạc hè, liên hoan văn nghệ, thăm tặng quà các thiếu niên nhi đồng có thành tích cao trong học tập, hướng các em tham gia vào các hoạt động lành mạnh, tránh xa các tai nạn xã hội, đồng thời tổ chức chương trình tập luyện nghi thức đội để tham gia trại hè. Đến nay, hầu hết các địa phương đã tổ chức thành công trại hè, đảm bảo an toàn, vui khỏe. Trại hè ở các địa phương diễn ra với nhiều nội dung phong phú, tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, là nơi các em được tham gia vào các hoạt động tập thể, đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, năng khiếu, củng cố khả năng làm việc theo nhóm. Bên cạnh đó, trại hè còn giúp cho đội viên nắm rõ và thực hành đúng điều lệ nghi thức đội, nâng cao kỹ năng của đội viên, phấn đấu trở thành đội viên tốt, góp phần xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Đồng thời là dịp để các chi đoàn, chi đội có dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Có thể nói thông qua các hoạt động hội trại nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh thiếu nhi về truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, của dân tộc, của đảng, của đoàn. Từ đó giúp cho thanh thiếu nhi nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, hội trại còn giúp cho đoàn viên thanh niên và các em thiếu niên nhi đồng rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện thể lực, khả năng ứng xử, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái. Thiết thực chào mừng ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2011, huyện đoàn Lập Thạch tổ chức liên hoan Tiếng hát thanh thiếu nhi năm 2014. Liên hoan thu hút trên 50 thí sinh là đoàn viên, hội viên, thanh niên của 26 đơn vị đoàn, hội cơ sở tham gia. Các đơn vị tham gia liên hoan thể hiện các bài hát với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước. Liên hoan Tiếng hát thanh thiếu nhi năm 2014 nhằm làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ huyện nhà, đồng thời đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong thanh niên, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập và trong lao động, góp phần tích cực vào việc tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vừa qua, Ban chấp hành Đoàn xã Lý Nhân huyện Vĩnh Tường long trọng tổ chức lễ ra mắt Hợp tác xã Rèn Lý Nhân. Tại buổi ra mắt, các hội viên đã thông qua điều lệ hoạt động của Hợp tác xã. Theo đó, Hợp tác xã Rèn Lý Nhân đi vào hoạt động ban đầu gồm có 10 thành viên, chủ yếu là đoàn viên thanh niên đang sinh sống và công tác trên địa bàn xã Lý Nhân. Tổng số vốn hoạt động trên 1,5 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động của Hợp tác xã chủ yếu là sản xuất nông cụ phục vụ nông nghiệp. Cũng tại buổi lễ, tỉnh đoàn đã trao nguồn vốn vay hỗ trợ 100 triệu đồng được trích từ Quỹ Tài năng Trẻ cho Hợp tác xã. Đây là sự quan tâm của tỉnh đoàn để hỗ trợ và tạo điều kiện để Hợp tác xã hoạt động ổn định và ngày càng phát triển trong thời gian tới. Hoạt động của Hợp tác xã Rèn Thanh Niên là phương thức tập hợp thanh niên kiểu mới. Việc ra đời và chính thức đi vào hoạt động của Hợp tác xã sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và ổn định cuộc sống cho đoàn viên thanh niên. Thông qua mô hình kinh tế thanh niên, góp phần đẩy nhanh tiến trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Thiết thực chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2014 và chào mừng thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bình Xuyên,
Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn Bình Xuyên long trọng tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá thanh niên năm 2014. Ngay sau lễ khai mạc, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các đội đã bước vào tranh tài sôi nổi. Giải bóng đá thanh niên huyện Bình Xuyên năm 2014 là dịp để các đơn vị, các vận động viên có dịp giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời thông qua giải đấu nhằm đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao của đoàn viên thanh niên trong huyện, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã tặng hoa và trao phần thưởng cho các đội có thành tích thi đấu xuất sắc. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2009-2014 hoạt động trong điều kiện có nhiều thuận lợi, tình hình chính trị xã hội ổn định, chủ trương chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, tổ chức đoàn hội có nhiều phong trào sáng tạo phù hợp được thanh niên nồng nhiệt đón nhận. Song trong thời kỳ có nhiều biến động về kinh tế, sự phai nhạt về lý tưởng của một số thanh niên đã đem đến cho tổ chức đoàn hội không ít khó khăn, thách thức. Trên cơ sở chương trình hoạt động của hội với vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức đoàn, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong nhiệm kỳ qua có nhiều bước phát triển đáng kể. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã công nhận 64.750 hội viên mới, có 29.300 hội viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của đoàn. Hàng năm qua phân tích đánh giá chất lượng xếp loại ủy ban hội cơ sở đạt loại khá, mạnh chiếm từ 85% trở lên. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác hội ở nhiệm kỳ qua luôn được các cấp hội quan tâm. Thông qua các trại huấn luyện, lớp tập huấn, hội thi chi hội trưởng giỏi đã trang bị kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên cho gần 7.400 cán bộ làm công tác hội từ tỉnh đến cơ sở. Cuộc vận động tuổi trẻ Vĩnh Phúc học tập và làm theo lời Bác mang giá trị to lớn về nhận thức và hành động của tuổi trẻ. Đã có 100% tổ chức hội và 95% thanh niên có công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực. Qua phong trào góp phần đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực suy thoái về đạo đức, lối sống, về các tệ nạn xã hội trong một bộ phận thanh niên, góp phần vào việc xây dựng một lớp thanh niên sống có khát vọng, giàu hoài bão, cống hiến cho xã hội. Xuất phát từ thế mạnh kinh tế của tỉnh nhà, nhiệm kỳ qua phong trào thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với cuộc vận động tiết kiệm tích lũy, xây dựng nông thôn mới, đã hướng thanh niên vào các hoạt động do hội định hướng và tổ chức. Trong nhiệm kỳ có gần 71.000 hội viên thanh niên được giúp đỡ hỗ trợ về điều kiện sản xuất, trong đó tiền mặt 8,7 tỷ đồng đã giúp cho hơn 60.000 hộ gia đình trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Bản thân tôi thì sinh ra trong một gia đình thuần nông, làm nông nghiệp. Bố mẹ tôi thì cũng đã phát triển cái ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm từ rất nhiều năm về trước. Sau khi mà tôi lớn lên thì tôi cũng có dự định sẽ tiếp nối cái công việc của bố mẹ tôi, dựa trên cái cơ sở cái lợi thế của gia đình là có diện tích đất để có thể xây dựng trang trại được. Thì sau khi tốt nghiệp phổ thông thì tôi có tham gia lớp tôi có theo học lớp chăn nuôi thú y với mục đích là về để mở rộng trang trại của gia đình mình. Với phương châm không để người bệnh chết vì thiếu máu, phong trào thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo cũng được phát triển rộng khắp và đã thu hút đông đảo thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng. Và đây cũng được xem là một trong những hoạt động tiêu biểu trong cuộc vận động thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong nhiệm kỳ có trên 21.000 lượt hội viên thanh niên hiến gần 4.900 đơn vị máu, góp phần điều trị, cứu sống nhiều bệnh nhân. Các cấp bộ hội đã tổ chức được 67 chuyến về nguồn làm công tác xã hội, đảm nhận 173 công trình phần việc thanh niên, góp phần phát triển kinh tế xã hội, trị giá trên 4 tỷ đồng. Tham gia đảm nhận thực hiện hoàn thành trên 136 km lộ giao thông nông thôn. Qua đây, tinh thần xung kích tình nguyện biết sống vì cộng đồng, tương trợ người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn của thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục được khẳng định. Đó là hành động mang tính nhân văn cao đẹp của dân tộc ta. Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Phúc Yên đã phát động nhiều phong trào, nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng đại hội cấp tỉnh. Một là phong trào về thanh niên xây dựng văn minh đô thị, thì tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên đã
phát động chiến dịch tình nguyện vệ sinh môi trường. Cụ thể là ở các phần việc như bóc xóa các tờ rơi, các quảng cáo trái phép, xử lý các điểm đổ rác thải gây mất mỹ quan như ở các khu chợ, họp chợ nhỏ lẻ. Cùng với đó thì chúng tôi triển khai công trình thanh niên của cấp thị xã, đó là xây dựng thùng rác thanh niên văn minh đô thị. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện nay có trên 500.000 thanh niên, trong đó số lượng thanh niên vào hội chỉ chiếm hơn 25%. Từ tình hình thực tế trên, nhiệm kỳ 2009-2014, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức, đẩy mạnh phong trào thi đua tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn mới, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng, sức trẻ của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Nhiệm kỳ 2009-2014, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đặc biệt chú trọng vào 3 cuộc vận động lớn, đó là thanh niên sống đẹp, sống có ích, thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, và 2 chương trình hoạt động của hội là chương trình Khi Tổ quốc cần và xây dựng phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Trong từng kế hoạch thực hiện, Ủy ban hội đều xây dựng nội dung và giải pháp cụ thể, qua đó động viên cổ vũ thanh niên vươn lên học tập, lao động sáng tạo, làm giàu chính đáng, chia sẻ trách nhiệm, góp phần tham gia phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng quê hương đất nước phồn vinh, phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 9 năm 2014, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ tư, nhiệm kỳ 2009-2014 sẽ diễn ra. Hiện nay, hội đã chỉ đạo các hội cơ sở tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở tiến tới đại hội cấp tỉnh. Thực hiện cái kế hoạch của Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ tư, thì Ban Thư ký tỉnh hội đã chỉ đạo các cái cơ sở hội hoàn thành công tác đại hội trong tháng 5, các cái huyện thị thành hội hoàn thành tổ chức đại hội trong tháng 8, và dự kiến tỉnh hội sẽ tổ chức đại hội trong tháng 10. Thì đến nay thì các cái xã phường, thị trấn và các huyện thị thành đều đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, đảm bảo cái tiến độ mà tỉnh hội yêu cầu. Và đến nay thì Ban Thư ký tỉnh hội, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực chuẩn bị các công tác cho đại hội cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào trong tháng 9 năm 2014. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2014-2019 đã được tỉnh hội chuẩn bị chu đáo. Là một đại biểu đại diện cho Hội Liên hiệp Thanh niên phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên về dự đại hội, anh Lê Quang Tiến cho biết. Để tới Đại hội Liên hiệp Thanh niên lần thứ tư, Phúc mình xin đóng góp một vài ý kiến để Hội Liên hiệp Thanh niên ngày càng vững mạnh. Thứ nhất, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và bổ sung cán bộ làm công tác hội ở các cấp. Thứ hai, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ đoàn của hội, làm tốt công tác truyền thông, giáo dục cho hội viên thanh niên tầm quan trọng đối với mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, trí tuệ của tuổi trẻ, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh nhà quyết tâm tiến lên vì quê hương đất nước giàu đẹp, công bằng, dân chủ và văn minh. Chuyên mục Thanh niên kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.